Nghĩ như vậy và anh bắt đầu cảm thấy đau khắp người. Chính khi cái chết đến gần làm cho con người ta trở nên sáng suốt, tỉnh táo và can đảm. Chiến chợt nhớ đến con dao và khẩu súng ngắn còn nằm trên thắt lưng. Anh đưa tay còn lại, sờ soạng tìm khẩu súng. Nhưng sờ đâu, anh cũng vấp phải răng của nó. Anh vòng tay qua hàm dưới nó và rút được khẩu súng ngắn. Khẩu súng đã lên đạn, nhưng chưa mở chốt an toàn. Anh đưa ngón tay cái để mở chốt. Thoạt tiên, anh định đưa nòng khẩu súng bắn xuyên qua đầu nó, nhưng xuyên qua đầu nó thì cũng sẽ xuyên qua người anh. Phải bắn vào nửa sọ phía trên. Anh vừa thoáng nghĩ đến đó, thì con cá sấu lại bất ngờ quẫy lần thứ hai để kéo mồi đi, làm khẩu súng cướp cò, nổ đánh đoàn, rồi văng ra một chỗ giữa sông. Thế là hết không không ta hãy còn một con dao găm nữa tự nhủ như vậy và chiến chợt nhớ đến út tân anh nhớ đừng lội sông mà cá sấu sau khi chiến đi rồi út tân hết sức băn khoăn cô vừa cảm mến vừa thương vừa lo lắng út tân chợt nhớ đến câu thơ trong cuốn kiều của nguyễn du người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không cô không phục chiến một cách lạ lùng anh dũng cảm và khiêm tốn sâu lắng mà hóm hình anh tự đi một mình liệu có việc gì không út tân còn băn khoăn không biết con nên đuổi theo anh không thì nghe một phát súng nổ đúng là tiếng súng nổ từ bờ sông chỗ anh vừa đi tới không do dự út tân quyết định đứng lên đi về phía đó để tìm chiến chắc đã có chuyện gì xảy ra linh tính báo cho cô nên út tân đi rất nhanh lúc đến bến cô thấy bến và dọc ven sông vẫn im lặng chẳng thấy bóng chiến mà cũng chẳng thấy một ai cả vậy thì anh ấy ở đâu anh ấy đi hướng nào cô quyết định đi dọc theo sông để tìm chiến ngước mắt nhìn lên thấy cái thân cây mà mình đang nắm đã chốc gốc sắp bị bật lên chiến liền đưa tay sờ vào thắt lưng con dao găm đã sắp sửa tụt ra khỏi bao. Anh cầm lấy nó, rút ra khỏi bao, rồi cố dướn cổ lên cao để nhìn con cá. Bắt được mồi, đôi mắt của nó lim dim, hẹp như ngọn lá lúa. Không ngần ngại, Chiến cố sức đưa cánh tay lên và cắm phập cái mũi dao vào mắt con cá. Cái mũi dao lút gần một nửa, bị tấn công hiểm trở lại, con cá vội nhà mồi và lao đi mang theo cả dao của chiến bụi cây đã bật gốc và anh cũng đã quá đau và mệt anh đưa tay của quạng may sao chụp được mép con thuyền nhưng không thể nào leo lên được anh bỗng nghe văng vẳng tiếng gọi như tiếng của út tân anh chiến ơi anh chiến ơi nhưng anh không thể nào trả lời được và cũng giây phút ấy út tân phát hiện ra con thuyền và thấy anh cô lao nhanh tới, hình như máu trên người anh đang chảy nên đỏ cả mặt nước. Làm cách nào bây giờ? Câu hỏi ấy câu thúc cô và cô đã nhảy xuống con thuyền rồi đưa hai tay cầm tay chiến cố sức kéo anh lên. Kéo được anh lên giữa thuyền rồi, út tân mệt như muốn đứt hơi. Cô ngồi bệt tựa vào mạn thuyền vài giây, há mồm thở, mặt chán đẫm mồ hôi. Sau vài giây, Út Tân đã chấn tĩnh trở lại. Cô mở dây rồi trèo con thuyền ngược lên phía bến. Út Tân đặt đầu chiến gối cao lên và cô vẫn chưa biết anh đã bị cá sấu đớp. Con thuyền cập bến. Út Tân gọi dồn dập Anh Chiến, anh Chiến, anh làm sao? Chiến bị sốc choáng đã hoàn toàn bất tỉnh. Anh không còn biết gì nữa. Phải cứu anh ấy ngay, Cô đưa hai tay xốc nách kéo chiến, ngồi tựa vào mạn thuyền, rồi đưa lưng vào bụng anh, bắt hai tay anh bỏ qua vai mình, lấy tay đỡ hai đuổi anh, cô bắt đầu đứng lên, nhưng chiến không còn làm chủ được mình. Cô vừa đứng lên, anh đã đổ xuống. Út Tân nhanh chóng tháo chiếc khăn rằn trên cổ, luồn qua lưng anh rồi buộc chặt vào người mình. Nắm lấy một cành cây cố đứng lên, rồi đi lên bờ. Lần đầu tiên trong đời mình cô đã làm được một việc phi thường mà út tân tưởng không bao giờ nghĩ tới cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống bờ sông cởi hết quần áo rồi lấy chiếc khăn rằn lau khô người cho chiến máu từ các lỗ răng cá sấu đớp vẫn tiếp tục chảy ra bây giờ út tân mới biết chiến đã bị cá sấu đớp và phát súng ấy là phát súng chiến đấu của anh cô không hiểu nổi làm sao anh lại có thể thoát ra khỏi mồm con cá sấu. Chắc anh phải chiến đấu ghê gớm lắm. Cô mở túi lấy thuốc và bông băng để băng lại cho anh. Lau khô những máu gì chảy. Cô mở viên con nhộng, chút bột kháng sinh vào đó, rồi dịt bông băng lại. Băng phía trước xong, cô lại lật nghiêng người để băng phía sau cho anh. Cô lau khăn và thấy một vật gì cứng chạm vào tay mình. Cô nhận ra hai chiếc răng nhọn hoắt của con cá sấu còn cắm trên người anh. Có lẽ con cá đã già nên răng mới dễ dụng như vậy. Cô rút ra và cho vào túi áo mình. Chuyện thực đang xảy ra trước mắt mà cô cứ tưởng như chuyện của Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký mà cô đã đọc. Băng bó xong, cô đặt bàn tay lên chán anh, thấy chán anh lạnh ngắt và lấm tấm mồ hôi tân liền lấy hộp dầu xoa nóng người cho chiến thấy anh đã thở đều đều cô hy vọng thế nào anh cũng qua khỏi cô tháo chiếc ruột nghé con lấy bộ quần áo lụa đen của mình mặc vào cho anh mới đây thôi chỉ mấy chục phút trước đó anh đã cầm tay cô bỏ ra khỏi cổ mình và đưa nòng súng hướng về toán lính địch giọng nói của anh còn ấm bên tai cô tôi rất sung sướng được hy sinh cho tổ quốc và ngã xuống bên em. Út Tân hối hận, giá như mình đi theo anh từ lúc đầu thì đã không xảy ra. Thấy mặt chiến đã có khí sắc trở lại, cô tiếp tục lấy dầu nóng, xoa bóp tay chân cho anh. Chiếc khăn dần thấm đầy máu, cô gói lại rồi đặt bàn tay mảnh rẻ lên má anh, khẽ gọi. Anh Chiến, anh Chiến, anh tỉnh lại coi, anh tỉnh lại đi, em buồn lắm, em có lỗi. Chiến bỗng mở mắt, thấy nóng gian khắp người. Anh nở nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bàn tay của cô gái vẫn nắm chặt bàn tay anh. Anh lại gượng cười hỏi, cô út, tôi vừa bị cá sấu bắt phải không? Út Tân gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào anh hỏi, anh có đau không? Anh gật gật đầu ra hiệu đáp lại, có. Anh mơ màng nhìn vào khuôn mặt của cô gái sao mà thân thương, hiền dịu và thấy từ trong đôi mắt tròn và đen lái ấy, hai dòng nước mắt trong vắt chảy ra. Chiến ẻo oải, mệt nhọc, đưa mu bàn tay, quệt hai dòng nước mắt đang chảy xuống trên má út tân. Gió xôn xao thổi mạnh trên vòm tre, một mảnh nắng vàng rực cuối ngày còn động lại bên kia sông. Một chiếc trực thăng từ phía thượng nguồn bay lại, nhanh như con sóc, Út Tân cầm một cành lá khô và ôm đè lên người anh. Chiếc máy bay lượn mấy vòng, bắn mấy loạt súng máy vu vơ cạnh chỗ chiến, bị cá sấu đớp, ném thêm mấy quả liệu đạn nữa, nổ ầm ầm rồi bay đi. Gió mang mùi thuốc súng đến, làm cay nồng nặc, khét lẹt. Chiến sở soạn, cầm bàn tay cô gái. Út Tân đưa tôi ở sông lên phải không? Cô cắn môi và gật gật đầu, làm hai cái đuôi sam luôn đưa qua đưa lại trước mặt anh. Anh đặt bàn tay cô gái lên má mình và hôn lên đó. Cảm ơn Út Tân, không có Út Tân, có lẽ tôi đã chết. Út Tân nhìn đồng hồ, lúc này mặt trời đã lặn sau hàng tre. Cô nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hiểu điều đó, chiến nghiến răng chịu đau, cố ngồi lên. Liệu mình có đứng lên nổi không? Anh nhìn xuống cơ thể, thấy mình được thay bằng bộ quần áo lụa đen dự phòng của Út Tân. Anh nắm bàn tay cô và đứng dậy. Hình như đau đớn làm cho nước mắt anh chảy ra. Út Tân mãi mãi không bao giờ anh quên giờ phút này, Út Tân à. Út Tân đỡ anh và cúi đầu im lặng. Anh nói tiếp, giờ phút mà em ở bên anh, bây giờ em hãy dìu anh ra bến tàu. Toàn thân như run rẩy, chiến đưa mắt về phía thượng nguồn mặt trời đang lặn phía đó thượng nguồn mờ ảo trong lớp sương chiều và lẻ loi nhô lên một ngọn núi anh nhìn về bên kia sông như để tìm anh em không gian ở đó đỏ rực như một đám cháy lớn mặc dù đau đớn chiến kiên quyết đứng lên toàn thân đau ê ẩm như bị đạn bắn anh khom người và vịn vào vai út tân đứng một lúc cho qua khỏi cơn đau buốt. Thượng nguồn con sông chìm sâu trong sương xa vô tận. Biết đã đến giờ đi làm nhiệm vụ, nhưng thà bị khiển trách hoặc kỷ luật, chứ út tân không thể bỏ anh ở đây được. Nghĩ như vậy nên cô chậm rãi dìu anh đi. Đi chưa được mấy bước thì nghe có tiếng ồn ào phía sau dội đến. Chiến nhận ra tiếng của Huân, Thắng, cả tiếng của thuyền trưởng Trần Phong nữa nhưng anh vẫn quàng cánh tay qua vai út tân chậm chạp bước đi nhiều lần muốn nghỉ nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng cố bước anh cho rằng răng của con cá sấu đã cắm chúng vào những sợi dây thần kinh chiến đang đi bỗng đổ xuống anh không còn làm chủ đôi chân của mình và một cơn choáng nữa lại đến út tân cố sức vừa đỡ anh vừa kêu lên nhanh lên nhanh lên giúp em với từ sau một bụi cây huân thắng và thuyền trưởng trần phong chạy vội lên ba người đưa tay ra đỡ nhưng đều tưởng là một thương binh nào đó có ngờ đâu lúc vừa đặt chiến nằm xuống đất tất cả đều nhận ra anh ai nấy ngỡ ngàng và đều nhìn vào út tân nhưng cô vẫn im lặng sự im lặng của cô càng làm cho họ sốt ruột thắng lay bạn gọi chiến chiến tỉnh lại đi thấy chiến vẫn nằm bất động trên cát anh đưa mắt nhìn cô gái hỏi như quát thế cô là ai vì sao lại đến nông nỗi này út tân khóc cô lấy ống tay áo quệt nước mắt và vội vàng lấy hộp dầu ra xoa nóng trên trán và tay chân cho chiến chưa hiểu sự thể ra sao nhưng thấy cô gái làm như vậy cả thắng và thuyền trưởng trần phong cũng làm theo rồi gọi chiến sĩ y tá đang đi sau chạy nhanh đến yêu cầu anh ta tiêm ngay thuốc trợ tim và trợ sức thắng nhìn cử chỉ vội vã và nỗi đau đớn trên nét mặt cô gái anh hối hận về câu hỏi nóng nảy và thô thiển của mình út tân lau khô mắt đợi giây lát cho qua cơn thổn thức rồi mới nói anh chiến đi đón các anh nhưng chẳng may bị cá sấu bắt anh đã chiến đấu với cá sấu để thoát ra và cũng may là em đã đến kịp bây giờ em đề nghị các anh cho anh chiến nằm lên cáng đưa về bệnh viện căn cứ để điều trị cho anh ấy tất cả bỗng im lặng và nhìn bộ áo quần mà chiến đang mặc ai nấy đều đã hiểu thuyền trưởng trần phong nói như ra một quyết định thôi được chúng ta hãy đưa chiến ra bãi biển đã rồi sẽ tính sau nói xong anh ra lệnh các đồng chí lấy võng chúng ta cắn đồng chí chiến ra bến tàu vượt qua mấy lùm cây, bãi biển đã hiện ra. Tiếng sóng biển xôn xao và rục rã lạ thường. Trong chiến tranh, có những nỗi buồn đến thật bất ngờ. Không ai lường trước được. Mọi người vây quanh chiến trên bãi cát. Nhưng út tân lại rục. Em phải đi làm nhiệm vụ, đề nghị các anh cho biết ý kiến để em vào trạm lấy dân công ra cáng anh ấy đi. Phía biển đông bỗng có ánh đèn pin nhấp nháy biết tàu của mình đã vào thuyền trưởng trần phong vội lấy đèn pin nháy đáp lại mấy phút sau con tàu vào bãi chính trị viên thanh và máy trưởng năm sao vội nhảy xuống thấy đồng đội đã trực sẵn ở bãi hai người mừng rỡ và lát sau mới biết tình trạng của chiến sau khi trao đổi ý kiến với chính trị viên thanh thuyền trưởng phong quay lại nói với cô gái nữ đồng chí tiếng Anh bị cắt đứt khi chính trị viên Thanh nhận ra Út Tân, người giao liên căn cứ sáng nay, đã mang quà của ông Sáu Nam tới. Anh nói thay thuyền trưởng phong. Cô Út Tân, anh em chúng tôi vô cùng biết ơn cô, đã cứu sống đồng đội của chúng tôi. Bây giờ xin phép cô cho chúng tôi được đưa đồng chí Chiến lên tàu ra Bắc điều trị. Cô gái cúi đầu im lặng rồi ngồi xuống bên Chiến. Cô tiếp tục xoa dầu lên chán cho anh rồi đứng lên thắng bước đến trước mặt cô gái nói giọng rất buồn chị út tân chị đừng bao giờ quên chiến và anh em chúng tôi một ngày không xa chúng tôi sẽ trở lại tìm chị để ghi nhận sự biết ơn trước tấm lòng của chị chị cho tôi gửi lại chị vật kỷ niệm của tôi và chiến nói xong thắng tháo chiếc đồng hồ đeo tay và rút chiếc bút máy trên túi áo của mình trao cho út tân thấy út tân đứng lặng im như pho tượng thắng nói tiếp trong chiến tranh không có gì quý giá hơn tình nghĩa không gì đẹp hơn tấm lòng bảo vật này mong chị hãy nhớ mãi về chúng tôi và chiến nói xong thắng cho vật lưu niệm vào túi áo của út tân thuyền trưởng phong từ phía sau bước đến tuy còn khá mệt anh cầm tay cô gái nói đồng chí út tân tôi thay mặt cho anh em trên tàu xin tặng đồng chí con dao găm và khẩu súng ngắn để đồng chí hộ thân khi lâm nguy đồng chí đừng quên chúng tôi mong một ngày gần đây chúng ta sẽ được gặp lại nhau út tân cảm động mang khẩu súng ngắn và con dao găm trên thắt lưng khoác khẩu các bin lên vai cúi xuống cầm bàn tay chiến áp lên má mình đứng nhìn mọi người một lượt rồi ra đi Cô bước chậm rãi, chốc chốc lại ngoái nhìn lại. Đang đi, bỗng sực nhớ điều gì, cô vội quay lại, đưa chiếc khăn rằn nhuốm đầy máu của chiến cho thắng, nói: "Cho em gửi chiếc khăn này lại cho anh Chiến." Út Tân vội vàng quay trở lại bến đò để lấy bộ áo quần ướt của Chiến mà cô đã bỏ quên ở đó để đem về giặt giũ cô sẽ cất nó đi như cất một bảo vật vô giá mà đời cô không bao giờ có thể rời. Sóng biển vỗ ẩm y vào bãi cát, một mảnh trăng yếu ớt treo lên tận góc trời phía đông. Thắng và Huân, hai đầu đòn cáng cùng đồng đội đưa Chiến lên tàu để quay ra Bắc. Chiến tranh cách mạng đã gạt đi những xã giao sáo rỗng, những tình cảm giả dối, những đạo đức dởm, đưa con người vào thẳng sự chân thành và cao thượng, thương yêu và nghĩa tình vô giá. Máu, nước mắt và đau thương đã đưa con người tới đỉnh cao của sự hoàn mỹ trong mối quan hệ giữa con người với con người. Vừa nghĩ vậy, Thắng vừa nhẹ nhàng nâng cái đòn cáng cao lên chuyển cho những người trên con tàu để đưa bạn lên. Thắng đã ghi nhận một sự kiện kỳ lạ đầu tiên trên mảnh đất thiêng liêng tận cùng của tổ quốc mà anh hằng mơ ước được đặt chân đến mảnh đất cà mau con tàu quay ra được một quãng các chiến sĩ thấy phía trước mình những chuỗi đèn lấp loáng trên biển họ nghĩ đến những con tàu địch đang bít kín lối xa của mình hay thuyền dân đi đánh cá đêm rời khỏi tòa thị trưởng kim chi về thẳng phòng mỹ hạnh báo cho cô biết Mấy ngày nữa cô phải lên đường dự hội thi hoa hậu. Suốt chiều qua, người thợ uốn tóc đã sửa sang kỹ lưỡng mái tóc cho nàng. Trông nàng đẹp hẳn ra. Ngắm vuốt trước tấm gương lớn xong, nàng quay lại nói với Mỹ Hạnh. Tóc tôi uốn thế này, mợ xem có được không? Trông chị đẹp như nàng tiên, chị hai ạ. À? Làm xong kiểu tóc như tôi, chắc mợ đẹp phải biết. Nếu mợ từ chối không đi, thì thật bỏ một dịp có một không hai mợ biết không, mấy cái lão tướng trẻ Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Tránh Thi, cho đến loại tướng già Trần Văn Đôn, Cao Văn Viên, Nguyễn Hữu Có, mỗi lần đến nhà ta, lão nào cũng nhìn mợ đắm đuối, đều nói ông đức quý có cô con dâu đẹp mê hồn. Kim Chi quay lại, ngồi lên chiếc ghế sofa, cầm bàn tay Mỹ Hạnh khen, đến cái bàn tay, cái cổ tay, bàn chân mợ cũng đẹp, cũng mũm mĩm nõn nà giải hoa hậu lần này nghe nói to lắm ngoài khoản tiền lớn hoa hậu còn được đi đó đi đây được ra mắt các quan chức cố vấn và đoàn ngoại giao kim chi đặt hai bàn tay lên hai bên thái dương mỹ hạnh giữ ở lại góc độ chính diện nhìn cho rõ nói tiếp khuôn mặt này thân hình này cái cổ vòng ngấn này được khoe ra thì chẳng ai sánh nổi nếu được trang điểm bằng loại trang sức đắt tiền nữa thì cứ tin chắc là mỹ hạnh cười tủm đáp lại thi gỗ chưa ai thi nước sơn chị hai nhưng trang sức tôn vẻ đẹp con người lên gấp bội thôi được chiều chị em sẽ đi ừ thế chứ ngần ngại một lát cô nói nhưng cả chị hai và em đều đã có gia đình đi thi hoa hậu làm gì nữa nhỉ kim chi đáp không do dự như đã chờ sẵn câu hỏi đó chơi trội xã hội hơn nữa sắc đẹp là cần với con người ta cho đến lúc chết em đi cốt để làm nền cho chị nhưng em có một ý muốn muốn gì thì mợ cứ nói khó mấy tôi cũng làm mợ toại nguyện em chỉ muốn có một người thợ ảnh đi theo ghi lại tất cả hình ảnh của chị em ta để gửi cho anh phan em mợ nói phải nếu ở bên mỹ mà nhận được những hình ảnh đó của mợ thì cậu ấy sung sướng lắm được rồi lát nữa tôi sẽ cho gọi em có quen một anh thợ ảnh chớp rất đẹp vẫn chớp cho chúng em ngày còn đi cắm trại thế mà ở ờ, cho gọi anh ta được không dạ được ạ à. Kim Chi đứng lên trước khi đi ra còn dặn lát nữa mở đến phòng trang điểm của tôi để đánh lại móng chân móng tay mặc thử quần áo lót Kim Chi đi rồi Mỹ hạnh khóa trái cửa lại cô muốn yên tĩnh một mình cô choàng chiếc váy mỏng và quay lại ngồi lên chiếc ghế sofa cô không thấy mình đẹp mà cũng không cảm xúc gì về cái đẹp và hội thi cô nằm xoài người duỗi đôi chân trên giường mắt nhìn lên trần tự hỏi không hiểu tại sao kim chi lại háo danh háo sắc háo tiền như vậy danh sắc tiền kim chi đều không thiếu cô nhớ lại có lần minh đã nói với mình đẹp là một tai vạ tuyệt vời mỹ hạnh ạ quả là trời vừa ban sắc đẹp vừa ban diễm phúc vừa ban tai họa cho cô. Sắc đẹp theo cô chỉ là thứ ưu thế giả dối tạm thời đối với người con gái trước những người đàn ông. Sắc đẹp thường làm cho người ta quên đi cái thế giới phong phú đầy bí ẩn và sâu kín của nội tâm. Nó làm cho con người xem nhẹ bản cách con người. Rồi tuổi trẻ sẽ qua đi. Sắc đẹp vôi phai chỉ còn lại là bản cách cao thượng hay xấu xa của một con người lại và trông cậy vào sắc đẹp. Kim Chi sinh ra vinh váo, hư hỏng, kiêu kỳ, ngạo mạn, rất biếng nhác trong cuộc sống, xính đồng tiền, chạy theo thế giới vật chất. Nàng tụ họp xung quanh mình, một lũ đàn ông đều cáng, một lũ những chuyên gia cố vấn, những kẻ ăn chơi trong bộ máy chính phủ, những kẻ sành sỏi chắc táng, những ông vua tiền bạc. Kim Chi là tượng trưng cho những cô gái ăn chơi trong giới thượng lưu. Rốt cục, Kim Chi đã tự rời khỏi cái bục giảng văn khoa của trường đại học, nơi còn giữ lại được ít nhiều sự thanh bạch để vào cái chân ngoại giao của hội Mỹ Việt thân ái. Lối sống ấy đã đưa lại hậu quả làm cho Kim Chi lừa chồng, cháu con, hại kẻ khác. Nghĩ mông lung, bất giác Mỹ Hạnh ngồi bật dậy và đứng lên. Sau cái dùng mình, cô lại chấn tĩnh ta không thể theo kim chi đến đó cô cảm nhận trước một điều không lành có thể xảy ra ở đó cái đẹp quả là diễm phúc nếu con người biết chế ngự nó biết vôn giới và giữ gìn giá trị của cái đẹp theo cô nếu như vậy sẽ làm cho cái đẹp càng đẹp hơn lên cái đẹp của người con gái trước tiên là cái đẹp của tâm hồn nó sẽ làm cho cái đẹp trở nên bí ẩn được con người tôn kính nếu ai không tỉnh táo thì dễ bị nó mê hoặc rủ dê do được mơn trớn của tiền bạc sẽ tự dấn thân vào cạm bẫy dần ra nó sẽ trở thành thói quen nghiện ngập khó thoát ra được cái quỹ đạo luẩn quẩn tối tăm cái quỹ đạo chết tự tranh luận với mình để phân định ranh giới là cho cái đẹp biết dừng chân ở đâu cô đã nhất trí với minh là sẽ cùng kim chi lên đường dự hội thi ấy để cùng tìm mẹ với anh và cũng để tiếp xúc làm quen với môi trường chuẩn bị cho những công việc mà cách mạng giao. Mọi việc diễn ra như dự định. Mấy hôm sau, cô và Kim Chi lên đường đến hội thi, chiếc bơ rô màu trắng mang theo đầy đủ trang sức cùng với một phụ nữ đi theo để phục vụ trang điểm. Chiếc xe đang lao vun vút, bỗng được lệnh dừng lại ở ngã ba Nam Ngoại Ô trước một người thanh niên điển trai trắng trèo, ăn mặc lịch sự, có đeo một chiếc máy ảnh nhật hiệu Canon như vừa mới bóc tem và tay cầm một chiếc đàn guitar. Cả cô và Kim Chi đều xuống xe. Sau cái gật đầu chào lịch thiệp như một người quen biết, cô chỉ vào anh giới thiệu. Kính chị hai, đây là anh thợ nhiếp ảnh mà chúng ta đang đi đến đón. Minh lịch sự gật đầu chào Kim Chi và nói dạ rất hân hạnh kim chi gật đầu chào đáp lại nói hân hạnh được anh giúp đỡ anh cho biết quý xanh để tiện giao dịch dạ thưa chị tôi tên là phúc ạ à? chẳng là năm kia năm kìa trong lúc đi nhấp ảnh lưu động tôi có may mắn được chụp cho chị đây anh chỉ vào mỹ hạnh được chị tín nhiệm nên thỉnh thoảng khi cần chị vẫn cho gọi hy vọng lần này được làm vừa lòng hai quý chị cô đáp rất mong muốn như vậy xin mời anh lên xe để chúng ta cùng đi anh ngồi sát cửa sổ bên trái phía sau người lái bên cạnh cô chiếc máy ảnh ôm trước bụng chiếc đàn guitar gác ở phía sau anh liếc mắt nhìn kim chi ngồi ở cửa bên phải và lo lắng làm sao cho khỏi bị lộ nghĩ như vậy anh cố giấu kín tình cảm với cô từ trong ánh mắt qua ông đôn anh đi sắm đủ những thứ cô dặn dẫu phải chôn sâu tình cảm tận đáy lòng anh vẫn thấy hạnh phúc khi được ngồi bên người yêu đồng thời thỉnh thoảng anh lấy làm khó chịu khi nghe kim chi nói chuyện nhà với cô và luôn luôn nhắc đến phan chẳng hiểu sao khi nghe đến những chuyện gia đình đức quý và phan lại khơi dậy trong anh một nỗi buồn chua xót lẫn với tự ái anh tự trách mình sao lại có một chuyến đi dại dột như vậy danh chính ngôn thuận thì cô vẫn là vợ của phan và gắn bó với gia đình anh ta còn anh vẫn là kẻ đơn côi và lẻ loi bỗng dưng trong anh thức dậy tình cảm và sự kính trọng đối với thảo vân nàng cũng có một trái tim mạnh mẽ với một tình yêu cao thượng trong lòng anh bỗng cất lên lời oán trách sau ngày ấy cô không đủ nghị lực vượt qua để đến với anh mà đi lấy phan những điều sâu kín trong lòng người phụ nữ cùng với những bước tính toán đầy bí ẩn của họ anh làm sao hiểu hết được anh tự trách mình và buồn cho thân phận mình thấy nét mặt buồn rười rượi của anh lẫn sự im lặng gần như tuyệt đối làm cho mỹ hạnh đau đớn và suy nghĩ cô cũng ngồi im lặng suốt buổi chỉ có kim chi nói luôn mồm hết chuyện này đến chuyện khác và vô tình cứ ngoáy vào nỗi đau của anh và cô giá như có cậu phan ở nhà cậu ấy sẽ đưa mợ và tôi đi cô hiểu nỗi đau đớn trong anh cô cố ngăn cho dòng nước mắt tủi hận khỏi tuôn trào cô liếc nhìn sang kim chi vừa mới dứt chuyện đã ngủ gà ngủ gật chiếc xe vẫn băng băng trên con đường nhựa người lái xe vẫn tỉnh táo hình ảnh ba người ngồi dãy ghế thu gọn vào trong chiếc kính hậu của người lái cô muốn có một cử chỉ âu yếm với anh cho đỡ đau khổ nhưng không sao vượt qua được sự trở ngại đành chôn chặt nỗi đau đớn trong đáy lòng cô và anh vẫn im lặng như người không thân thích không hẹn nhưng cả hai người đều nhớ về những ngày vừa trải qua ở chiến khu sau một ngày leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đi qua những tảng đá, trên những con suối, phủ một lớp rêu trơn như mỡ. Trời chập trọng tối, nữ giao liên Phạm Thị Thảo mới đưa hai người tới một bãi bằng như cái yên ngựa trên sườn núi. Một thanh niên người dân tộc đã đưa anh và cô về cơ quan. Cơ quan bố trí cho anh và cô một ngôi nhà nhỏ gọn vuông vắn, xinh xắn, được lợp bằng lá nón công phu nằm treo leo bên sườn núi trong nhà có một cái sạp làm bằng đứa trẻ đôi ghép dày nửa còn lại có treo hai cái võng và một cái bàn dài dùng để làm việc và ăn cơm